không có còn gì nữa hả? Không còn gì nữa đâu mà không với sao còn đây bay này hả? Thì thôi á, rồi rút cuộc mấy cháu cũng đã tao nơ này, mấy cháu xin chào nhau luôn nha. Chào nhà nhé. Hôm nay được sự lời mời của chú Bi, chú dẫn đi câu cá này trải nghiệm. Còn lâu mình thay đổi không khí một bữa ấy. Wow, chỗ này đẹp ạ. Trong năng. Trong năng. Cô mát đơ rách. Cứ vậy lên xe thôi chứ. Vậy cứ vậy mà làm chứ đâu. Chú Bi thì cũng ở gần nhà mấy anh em á, cũng ở hiện luôn. Cũng hay theo dõi kênh của mấy anh em. Hôm nay có ông Vương nữa này. Đây, Vương một bao con câu luôn ăn chứ không phải không có con nữa mọi người. Mà không có cầm cần lua. Có anh dâu nữa. Anh dâu hôm giờ đi đâu mất tiêu anh dâu ơi. Hôm giờ đi bắt móng ở nhà không? Không có móng rồi hết. Đi kiếm chút Vương. Đây kiếm chút đây hả là có. Ngày công vậy à? Không. Vậy sao cái dung được cái giờ sao hết nữa không? Anh đi rừng á, anh mới về. Từ nhà anh tới nhà mình thì mất 2 tiếng đồng hồ. Quay xe. Chỗ này địa điểm dừng chân của chú cháu ấy. Mình đem đồ sơ sơ, đem tấm bạc trong nha. Có mưa mình chi đỡ tạm mà. Địa điểm này là hồ Sông Ninh. Sông Ninh ở trên Đắk Lắk á. Đây mà ra mình quay một vòng cho anh xem nha. Hồ này cũng khá rộng. Đây anh em nào muốn đi câu thì cứ lên đây khu bảo tồn Sông Ninh. Người ta chỉ cho. Chỗ nào anh em đi trải nghiệm chơi thì sẽ chỉ địa điểm, còn mà đi làm thì mình sẽ không nói địa điểm đâu, tại vì mình đi làm mà. Khu làm ăn của mình em nó không tiết lộ được nha. Wow, chỗ này đẹp. Đây nhất là buổi chiều ấy. Buổi chiều nó mát đẹp lắm. Thôi bây giờ quay sơ cái gì chiều quay tiếp. Để mà chú cháu vô dọn chỗ ở rồi bắt đầu đi ăn cơm trưa. Có mua mấy hũ cơm trưa. Mời cả nhà ăn cơm hộp của mấy anh em luôn, mấy cháu. Hôm nay theo chân cái quán ấy được rồi chứ trứng cút lần nó bỏ 2 dương. Ừ. Đâu giờ đi lấy cái hộp à? Ủa lộn. Cụ tao con dương mày. Dạ. Cụ tao con dương hả? Chắc rớt đâu ạ? À? Chắc rớt với anh Thư vậy? Đây rớt con rồi. Chắc đi vòng rớt qua đường à. Ăn một phát rồi ra cần ngay. Bỏ cái hũ đấy, uống nước vô. Bỏ cái hũ đây. Hũ ấm sùm kìa nè. Thằng chú bỏ cái nước vậy. Hiện tại thì mình em đã ra con rồi. Cái sấy là cái bự ạ. Chú Bi mặc áo phao. Rồi lội ra chỗ này. Này cho chú có dính con nào không? Thả dính được con này. Con trà to lắm. Mấy ký. Cái rút phi hả? Đấy thì mới nó mới nhịp. Ô, cậu đó. Gì tao? Gì ăn? Sao vậy ta? Sao mấy con giật mình ăn? Tối kia giờ sao nấu cá mà? Dính nào? Hay hả? đang dính hồn nào mà. Cái nhỏ. Xin góc phao giục dính nè. Đây. Lấm. Ồ. Ồ, sao vậy? Ồ, mạnh quá. Sao ra hả? Lưỡi cung này. Ồ, mệt quá, đủ thừa lưỡi cung mệt quá nè. Sao đang dính chú? Ông câu mà hỏi ông. Lưỡi câu quá, lưỡi cung. Tạm thời mấy cháu lên đây cổ võng nghỉ ngơi cho trưa nắng nghe cá nó không ăn thì chiều mát lại sáng sớm à võng ơi nghỉ theo này nó làm sẵn hết rồi dạ yeah. Trong khi mình chờ chiều sẩm thì chắc chú cháu chú Bi thì có đem ít mực khô đây, chắc nướng rồi làm một ly. Chiều mát mát lại đi câu tiếp nha. Mình sẽ đi một vòng ngay bờ hồ này. Mấy cái cây đây là cầm chùm mồi.
mồi xế này. Mồi đây mà mấy anh em ạ. Khiếp lắm. Cũng như trồng cái cảnh hết. Mấy anh thích cái cảnh là mấy anh thích cái bự lắm. Đây có quẻ luôn. Chứ mồi xế, chứ mồi trâu thì nó bự không? Cái quẻ là nó còn vài trái. Cái chỗ này thì nói chung là khu bảo tồn rồi, nên là không có ai dám đụng vào mấy cái cây ở trên này đâu. Bảo tồn chặt chẽ lắm. Lâu quá là đi tù một gần á. Wow, cây này tự đổ này, cây dâm mồi nè, tự nó chết bắt đầu là ngập nước á. Tróc rỡ hết là chết. Wow, cái cây này thấy quỷ, quỷ đại luôn à. Hiếp ấy. Wow, chỗ này có một cây sung, đúng cái thứ mình đang cần á. Đây, chắc ngày mai mình hái về. Hái về à. Cái nhà biết làm gì không? Cái trái sung này nè, nó trị sỏi thận và ngừa sỏi thận bàng quang, rất là tuyệt vời nha. Nói chung là sỏi tất cả trong cái con người mình, có sỏi gì là nó điều trị hết. Với một điều kiện là sỏi nhỏ thôi, sỏi 5 ly trở lại, 4 ly là nó sẽ trị được. Cái bài thuốc này rất là hay nha. Này là sung cơm chứ không phải là sung mật. Sung mật thì nó sẽ có mật ở trong cái trái của nó. Đây là sung cơm, sung sẻ. Wow, trái khá là nhiều. Hôm qua mình cũng đi cơ khám, khám thì nó bị sỏi nhỏ trong cái thận khá là nhiều, nên hôm nay lấy về uống nha. Cái nhà xem tay sung này. Wow, nó sai sao mà nó sai khiếp ấy. Bên này nữa. Wow, chi chít luôn à. Wow. Ở thành phố thì có người cần để chữa bệnh thì kiếm cái quả này cũng rất là khó luôn. Ở quê mình thì nói chung là nhiều lắm, cái đồ thiên nhiên thì rất là nhiều. Ê, dài quá. Wow, khá. Wow. Sớm này, sớm này. Buổi sớm, buổi nhậu sớm này mấy chú cháu tới đầu có cái xài cái vải sung trồng gói với là cái mực nhá. Cái vải sung cho ăn dầu đâu xong không lên không? À lên kìa. Ủa Vương. Hai con hả? Còn ngồi xuống hay không? Ừ, thì sao mấy cháu mời nha, nhậu sớm hơn. Đơn giản ấy. Nhậu cùng mấy chú cháu đây đồng màu biếng không này. Cái gì? Nhậu đêm. À cái gì à? Thì chờ cái gì hiện ngày nha, tấu ấy. Tấu chỉ một đêm duy nhất á. Chú làm chú ơi. Ui sung là chắc chắc. Chắc cho gì đâu. Đưa con dâu. Lấm này. Cả nhà làm lấy rượu nha. Mà thủ địa làm chút là mấy anh em mấy chú tấu luôn. Tắm nè hả? Chiều tắm ngủ luôn. Trời ơi. Chiều tắm ngủ luôn, đừng có tắm nhiều. Ồ nghe, đó. Dạ. Tắm chiều cũng có tắm. Tắm này lo nha. Rét này xuống ở đây này ngồi tắm này nhau. Wow, ly này nó hơi to ấy nhỉ. Hả? Sao luồn ta? À, cho quân lượng anh ăn dầu à, ba cho cháu mình thay à. À. Thiệt cái đó. Ngon á. Gọi nó ngon nha. Cái bà á. Ừ. Chua, ngọt, dai, ngon. Cái chát mà. Sung mà. Wow. Ngon. Ngon chút. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi già? Chú à, 59 hả? Gần 60 hơn. Chú nè. Đúng không? Trời ơi, làm liền nữa không? Cũng buồn rồi cũng. Thế rồi cháu đi làm phim rồi cháu uống ít lắm. À uống nhiều mà. Cháu uống cháu à. Thì ở trên rừng mà làm sao mà dám uống nhiêu rồi. Uống vừa đủ rồi. Ừ. Cơm tao vui nữa rồi. Rồi ở nhà vậy cháu đâu có nhậu. Tí chứ cháu nhậu lắm. Ở về nhà em không có nhậu luôn á. Nếu mà tính ra nhậu mà say một năm con chỉ được một lần à. Chứ có nhiều khi một năm không có lần nào say đợi say luôn. Không có say đâu, vừa nghỉ. À, với không, thấy bia chạy, chịu không nóng nữa. Quá uống rồi, tại vì chung trời mấy đứa 40 tuổi. Thấy tụi con vậy á, tụi con uống ít lắm. Con câu trong đây con mua con cá mê cả 20 ngàn à. Mà coi như cái bao cướp dài này bỏ vô lôi rồi mà khúc cái sách đi không nổ luôn mà. Xong rồi ha. 20 ngàn mấy.
hái chỗ nào rồi? Không mà. Chưa hả? Được mai thì cho hái giờ hết hết cây rồi. Giờ phơi khô cũng tìm chỗ thẳng đấy. Giờ chỗ rồi không? Đâu mà bây giờ? Yêu quái kéo tới nữa. Bên kia đi vào kia đâu? Qua kia cho. Lạc qua núi bên kia núi rồi đấy, thế à? Lên Đà Lạt à? Lên Đà Lạt hả? Xong cuộc nhậu thì mấy em có tí mỏng mỏng, bắt đầu trời đổ mưa thì lập thêm tấm bạc nữa đấy. Giờ 5 giờ chiều. Vương là chú Bi thì đi câu cá. Giờ mình lên thì chắc lên kia rừng con ghe à? Rừng ghe à? Chim không? Ở đây. Anh Dầu ở đây đầu bếp nha. Đúng không? À. Quả mình gọi là cây mình lên. Này, quả nó chín màu đen nè. Chim sóc đồ nó hảo, trái này gơ lắm. Wow, trái chín đen hết đấy. Đấy, không biết ở quê anh chị em cô chú gọi là gì. Mà cây này thì mình gọi là mình lên. Mọi tên, mọi miền, mọi đi khác nhau lắm mà. Vừa đi lại thì có mấy con tu hú, loài chim đã ác độc nhất thế giới á. Nó chuyên để trứng nhờ vào tổ chim nhỏ á. Bắt đầu nó nở ra. Xong cái là con chim con nó đẩy trứng mấy con chim kia rớt xuống đất hết. Không, nó nở ra là đẩy con luôn. Ờ, sao? Nhạc, lấy cánh lộn dê luôn, dê 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 dê. Trâu dê không, đẩy dê không ấy. Nhảy mạnh quá. Ồ. Hay vậy. Rớt xuống ổ luôn à. Chết luôn. Tu hú mà ác lắm. Và thịt ăn ngon à. Nên đánh rồi đó thì ngon á. Tuyệt vời luôn á. Tiêu diệt nó luôn. Tiêu diệt nó luôn. Tại vì nó ác chứ hả? Đó chịu không? Đau quá rồi. Yêu quá kéo tới rồi này mà. Chắc hai anh em về trại cho mùa nó sắp tới rồi. Về chắc nấu lòng thái hơn. Cá lóc phi nấu thái á. Ờ. Được, nén thiệt ngon nhá, nhưng chiều nay cái là rừng mưa liền chất được không? Sao không? Núi nó rừng mưa chịu. Được, được em cá bự không? Được em cá bự không? Là, mấy em cá nhắc nữa anh. Cá chạch không? Dạ. Thôi dạ. Ngon á. Thì bài cho chạch đấy nấu lẩu thái yêu à. Có tuyệt vời rồi. Thôi em cá chạch không? Anh thấy nghe thì em lập công gương. Không? Chú không có, không có. Tao nay xuống cho Vương một ly rượu. Một món cái cho chắc không có món sao. Hả? Không phải là ngô. Nâu vậy không? Dạ. Mấy con tu hú quay ra cho. Tu hú thì ngon lắm chứ. Đùa con này cắt bẫy gì không anh? Cắt bẫy cái nào quái rồi chứ. Được hai em cá chạch á. Cơm này Hugo. Nằm bằng tay à hơn. Nằm bằng tay. Được không? Được không? Chưa có trận nào như trận này mà. Ui dồi, gió nữa chưa. À, trận chiến bất ổn của anh em nhà mình đây. Bão táo luôn rồi, không còn mưa nữa. Thank you.
trong cơn mưa đi qua thì cái trời nó to tốt, nó tơi tả luôn, không còn gì nữa. Mấy anh em mà xóm nhau mà đứng đỡ mà giữ cái tấm bạc nó khỏi bay, gió khiếp lắm, không còn gì là nói nữa, ước hết đâu. Thằng ấy chú bỏ xuống, chú về đâu vậy? Ơ vậy đây, chú đủ mình ấy đó. Ờ đâu giữ biết đi, rồi xuống ổ luôn ơi. Rồi cháu làm trại hả? Bây giờ mấy anh em mà chặt cây xong nhau làm trại nha, cho tối nay ngủ không được rồi, không cách nào ngủ được hết. Làm trại chỗ này. Ui dồi khiếp lắm. Chuyến đi hôm nay thật là bất ổn luôn. Mất bò mà lo làm chuồng đây. Đấy, trại thì mấy anh em cũng kiên cố lại xong chui đó đâu. Ui thầm tạm à, chắc không mưa đâu, giờ chỉ còn gió mà. Ui chùa lẩu thái lẩu thái chỉ một món duy nhất, chỉ một đêm duy nhất, cái này tâm này hả? Bò nữa chứ, bò đâu? Bò tẩy ở nhà bò hơn. Dạ. Ở nhà bò luộc hơn. Đây, hay quá cút qua cá rô đây, nấm nên bờ sông này mũi thì khiếp lắm, mũi quá trời luôn, nó bay đấy. Ui mũi có lông mà mấy con đấy nó đậu là nó á. Ấy ui mũi vào đây là nó điên đầu hết rồi chứ. Ui con mũi này ấy. Đùa cá hay câu to ta? Đùa ký á. Đùa ký cá hơn. Đùa ký hơn. Em buồn câu đùa ký đâu buồn. Con bé phải ký rượu cho anh. Rượu thì sao? Nói chung là từ á luôn á. Nhỏ có to có luôn. Do mưa gió mấy anh em không thể nào nướng được. Hết nè. Thôi hết mưa này làm cái bang nữa anh. Mà bớt cho con cháu là cái bang rồi chắc nửa đêm anh. Cho con cháu là nó đi câu ở đó. Đồ miếng dán hay ta mình hô hơi khô mình xây đầu lại đâu kìa ướt. Đồ nắm nè bạn. Khô kìa một xíu nữa chết với khổ. Vô một trái hả trái mấy anh? Trái mắm trái ấy. Đúng thời điểm này. Đúng thời điểm khói, rồi. Đúng lúc luôn ạ. Không ấy là đói. Ui xô. Giờ bò luộc. Trốn. Cá đấy được không con không được. Ngầu dưới đất thấy luôn mẹ. Còn cơm. Anh kèm lẩu. Lẩu thái. Lẩu thái. Còn nắm đâu nữa hai cái luôn nè. Trời ơi. Mấy cháu mời cả nhà chung bữa luôn nha. Mời nha nghe, mời nha ăn cơm tối cùng mấy năm chú cháu ơi. Mời nha, ăn thịt bò luôn. Thôi chúc mừng ơi, chúc sao mừng, chúc mừng ơi. Chúc mừng trại mới rau cá cũng mất luôn. Mời nha, mừng trại mới mấy chú cháu nha. Mời thủ địa đây là chúc luôn. Mời đi ạ. Ủa mày cá nhiều thôi. Vậy mình đổ chứ nước, vậy mình đổ bơ, mình đứng. Quá tuyệt vời. Thôi, mình mời mọi người luôn nha. Làm những da bò của em Vương nó mua lần này luộc à. Ủa sao nó bò nhiều quá cả. Không, cái này anh đỡ anh xét ra giùm anh cuốn rồi cắn. Được á. Đi mà. Không được á. Thử cái nhỏ. Thử nghĩ anh. Đây. Vét nè. Người biết rồi mấy anh em là ăn siêu cây rồi phải vét vô. Mưa thiệt á chứ. Ăn lễ cái nó mưa. Mưa phải bay đây mà. Vô không đỡ mày tôm ra nó. Không đâu. Không nó ngồi, nước nó ngồi. Ngồi chứ. Ở trong trại thì mấy con mũi là mấy con chá đen nó bay vào á. Anh sợ nó rớt xuống á, nên ăn ngồi này. Mưa bay bay. Nên mình ăn cả mưa luôn. Cứ mưa, ngon. Bà này không say dở á. Ngon. Rồi, nấm ngọt. Chơi quá thì vui. Đi tìm một cá cỡ mà có con mọi người. Cá cỡ, là miếng dẹp hả? Nấm vô ngừa. Nấm ngọt hả? Quá trời đó mọi người. Lâu ăn cá ngon, cơ ngon. Đúng cá tư rồi dai. Cá tư.
Cá tươi hay cá tư? Cá tôm. Tươi, tươi. Có điếc rồi nè. Vô ra. Không, vô nè. Thêm ấy. Ồ, nãy giờ chờ lâu quá. Vô. Anh ngờ người vô uống chứ không. Rồi thuốc. Đó đó. Vô vô. Mở nha nha. Vô, vô nha. Quá đã. Chúc mừng sức khỏe. Trong chòi vào đêm này chứ không. Sao mưa rồi đây. Thế nó làm mạnh luôn, chút nữa nằm ong xuống hồi á. Sao đủ theo thằng bạc nó bay xuống luôn rồi chứ. Mày hồi đấy mà có camera đặt quay sau dưới mấy năm sau cứ mà chết được á. Như bão hơn. Như bão à. Quay. Mắt nó bay vậy. Mạnh được chứ. Nhóm nhóm chân lên. Mình gọi cái nhét anh chị em ở miền khác không? Không không có biết đâu. Không có cái chặt á. Cái chặt là phổ thông luôn. Lâu thôi. Tao nói đúng rồi. Đâu bao giờ có cái nhét hết ạ. Nhét dưới lòng cho quen nhét không ạ. Thì tiền mỗi miếng một tuần mà. Cái nhét không. Cái tạch. Dùng tay cho tạch. Xong rồi bởi xong mình cá lớn lớn rồi cá bùng lâu. Bao lấy đúng không? Dạ. Bao lấy nè. Nào làm lên. Dạ. Bao lấy nè. Chơi không? Rồi mình uống nhiều chưa hả? Nửa lít nào? Ba cái nửa lít rất là nhiều. Rồng 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 rồng. À mày quên đi. Quay anh em ra kèm ngầu ăn mình. Ngập mồm luôn hả? Nhau hả? Sao nó... Nói sao ngầu chung là anh em chứ ngầu chung là mấy anh em. Ông mấy ông cũng nói giờ tụi ngầu mình mấy ông nói vậy giờ mà ông muốn. Rò rò cho mạnh lên không? Chứ rò rò vô. Nóng anh. Nóng rò mà. Cá nhỏ mày ngon không? Dạ, ngon xuống. Ít bài. Ngon quá thiệt quá. Chú ăn này chú tự nhiên ơi. Ngon hơn cá trong bao bên nè. À ngon chứ. Đúng không? Ừ. Cá này như chúng nói cái ruột nó mỡ không à. Ừ. Nó mới đi à. Nó chưa mà làm đúng không? Nó mập ấy. Mưa bay bay mới chuyển con trại. Mưa râm râm. Râm râm bay bay là két két nữa. Mua lại cái tăm nó có tái nữa ấy. Đúng rồi. Ở lâu ạ. Muối nó vô rồi đều nó uống rượu. À vô canh vô bị tôm rồi. Vô mấy vậy à. Vô tùm lum hết là tạnh luôn. Làm thấy tạnh luôn kìa. Ăn được à? Đồ ấy, em anh thì em kiểu nấu cơm ít à. Anh em bỏ cơm hết rồi. Ba xem đi. Ngon quá. Anh nghĩ sao? Ngon đấy. Cơm hả? Ba sẽ có bông mới hả? Ba xem cơm gì. Ba sẽ cùng dạy không anh Danh nha. Không đi học cá liền. Ba. Rồi ok. Mấy cháu xin chào nha nha. Bây giờ chú Bi với lại Vương đi câu cá, Vương câu trước. Còn anh Thi thì anh đi ra bên cái cây hầm que á, phục phục chim là sóc đồ ạ. Còn anh Dâu thì anh chắc anh nhé, anh phụ nấu nướng, rửa ráy dọn dẹp ở chỗ này không qua banh qua banh. Anh xong cái ngủ luôn rồi quên chèo giả luôn vậy không ạ, chết được không ạ. Hoài khiếp nhà thằng cảm chứ giờ cũng mấy đêm hết đưa một phát mệt mà
dầu ảnh à, chờ nấu ấm nước đấy, chờ phơ, bỏ ra dung qua, bắt đầu ra sâu nha. Giờ mình ra chỗ anh Thi thử ảnh bán cái chim không. Sớm nhận thì ảnh chờ mà cũng thấy con gì này gì hết. Ủa, bữa qua chiều qua anh thấy ăn nhiều lắm, chiều sáng nay lên thấy ra. Trong cây này này, mình mới thấy một con sóc. Mà khá là xa, không biết ăn cái trái gì đây. Nó ăn rảo rồi đó. Trái rồi nhiều lắm, trái rồi. Mấy loại cây ở khu vực này thì nó ra trái nhiều. Sóc không ơ? Sóc nó ăn lên cây này nè. Đây, luôn lên nè. Cái con sóc đó, mình vừa lợi thì mò vào bên đó. Mò vào vừa tới nơi thì nó cũng thấy á, nó chạy luôn. Mà rình cái đó là không được. Phải mình ngầu, mình phục sẵn như cây ăn quả vậy. Từ nó tới á. Dâu anh mang phơ lên rồi mang xuống, ngon vươn lại này. Bờ hồ uống phơ rồi, năm nhiêu rồi không? Có chuyện gì đến, nó sẽ đến thôi. Nè trời, sáng nay ngang bộ ngâm y ngon hơn. Trên đường còn cái chặt này to hai con gà vừa kêu cái nhét ấy ờ à, cái nhét mà mình kêu cái nhét rồi mình nhớ sao chưa giờ mình kêu cái nhét không nhá. Hầu sông ba mình ra câu là con cá đấy nè, lượng con chinh này đúng rồi, nước đục ấy trồ thầu vô câu chảy anh con này ra không, mà sao không trời ô bà kéo mạnh gớm nhá. Bà kéo cong 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 vậy ha. Nè, nhỏ vô hai con luôn. Đó, anh quay phòng mai. Còn này không dính đâu. Nó gì đó. Bây giờ tới giờ còn 8 giờ là cá ăn gấu lắm. Dạ. Sớm nó còn chưa ăn đâu. Sớm chưa ăn hả? Nó không đánh răng mà nó cũng uống phơ pháo rồi mà. Mình vậy mà. Đấy. Đấy. Đấy, dính đâu đấy? Lướt, lướt. Wow. Rồi. Một cá. Đồ, đồ, đồ. Lớn lớn đâu đưa tao. Đây, lên lửa lớn đây. Tao có một con à. Cái ru nhỏ quá. Lớn đấy không? Lượm. Chưa ngầm lửa sao á? Cái nhỏ rồi nè. Cái nhỏ nè. Thấy nó nhịp mình nhịp mình nhịp ấy. Cá lớn là đưa vậy nó đưa rồi lần kéo phát cho lần chìm vậy đó, cá lớn. Ý vậy không? Dạ. Nhưng cá lớn nó không có nhịp, nó chỉ ngậm cái phao nó kéo đưa qua, nó kéo qua đưa lại rồi lần đóng một cái nó đi luôn á. Cái con ngoài đây giờ bắt đầu cá ăn nè. Anh thấy gì mà kêu không? Một người câu đại, một người câu luôn. Phá, đâu chẳng phá vậy rồi giờ. Đấy, kéo anh. Kéo ấy. Giật cái vuông. Chứ giờ đang nắm mấy con này, giật từng đấy. Hai con luôn, ui. Thôi anh giật đi. Thầy giọt hơn. Ồ, còn đây nó ấy không ừ. Kéo Vương kéo đi, giật đi. Ồ, nó kéo, nãy giờ. Kéo hai con luôn nè. Ờ, đấy. Cá nó hâm rập anh nhiều ta. Rầu dính không anh? Dính rồi, đấy. Ôi trà. Đồ làm em mất hưng. Ôi. Sốc. Con này nó pha màu đúng rồi anh. Cái sóc không? Con này cá nè. Cái mì dinh á. Mì dinh á. Thấy rung cục cửa nó ấy nữa. Lộn này. Rau. Dính chưa? Dính rau. Cái dưới đây. Không biết. Đồ. To lắm bạn. Rồi tiếp tục cá rau phi. Ồ. Con này chắc phải 8 này. Hả? Lặng mốt quá anh. Ui trời ơi. Đồ con này chiên giòn ngon mấy nào. Khiếp ạ, cá này to khiếp ạ. Mình có dâu nhiều mà không? Chiên giòn. Kè chú. Rau. Rau dính. Chính nữa hả không? Hả, y bài. Lớn hơn chút. Lớn hơn chút hả? Lớn hơn chút. Ua. Đây. Dính rau. Hồ gô đâu? Sao? Cây. Dính cây hả? Trời ơi. Rau cũng có con cá nữa, nó giật này. À. Cũng có con cá luôn. Giờ chơi sao? Giờ chắc bắt một lửa chứ sao? Ôi, có con cá luôn nè, anh dâu.
rau phải không? Ô lớn lớn lớn. Hú lô hú lô. Ô lấy con ra cái. Go go. Rau rau được rồi. À. Go go. Đây. Go go. Đây. Cuối không được không cô anh ơi. Sang nha, được bông 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 tay không? Ok. Ok. Sukun. Rồi vô anh dâu ơi. Đây, xuống cần vô xào cơm này ngay, đói bụng không? Cái nó ngay rồi mình ăn với bạn. Đúng rồi. Woo! Vô xào cơm ăn thôi. Cơm vô thì cũng anh Thiền chiên xong rồi đó. Giờ hầm lại cái nồi à, lẩu Thái. Mày không còn nữa nồi này. Nhiều. Hôm nay chỉ một món duy nhất đấy á. Giờ chắc cũng một món duy nhất đấy. Cơm chiên nữa. Giờ mấy chú cháu cái cơm sáng rồi tự thu dọn hành lý rồi à. Không bon dầm được. Xe buýt luôn hả? Không cháy sao cho em ăn nóng rào rào mà. Nấu cơm bất ổn nhất trong khi mà thằng núi từ ngày thằng núi làm à. Nấu cơm nó bất ổn nhất rồi hả? Không? Xe lúc đi cũng nhiều mà lúc về cũng nhiều rồi. À, bung xe mà chắc là hết rồi. À, Vương thì nó ở lại nó còn trùng nó câu thêm chắc nó về sau á. Còn mấy chú cháu thì anh em về trước. Cái clip này anh em chung cũng đi dạng ngoài thôi để trải nghiệm không khí mà. Nhưng mà cái chuyến này nó bất ổn quá. Ngon được rồi. Ngon được không? Hôm có trùng ngủ luôn. Giờ mấy anh em mình chủ quan quá nè. Chủ quan hay sao? Dù sao cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Đã xem clip này của mấy chú cháu. Hồi giờ mấy cháu xin tạm biệt. Hẹn cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye nha. Bye nha. Bye bye. Giờ ghé còn sâu cá nữa. Hẹn gặp lại các bạn.